Vâng, và sau đây trước mắt các bác em đã mở những cái nắp ra là con bao RBL MVX300, em cặp bên 3 em hoa hậu luôn nha. Những con này thì như hàng tồn kho nha các bác, rất là mới nha. Đây có cái tem nguyên mới tinh. Giá thì rất là tầm tiền, em này chạy 16 sò. Rất là khỏe, các bác chơi những cặp full 30 của RBL hoặc là những hàng danh tiếng khác. Những cặp full 30 hoặc là chơi 2 full 25 nha các bác, rất là khỏe nha. Mà đặc biệt mà các bác chơi những lô boss thì chơi hai cặp boss thì tuyệt vời luôn. 10.500.000 em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Máy rất đẹp nha. MVX300. Thì năm trước em có về và giới thiệu các bác rất là nhiều và phân phối cho anh em chơi và vừa nghi vừa hát. Đặc trưng những dòng bao RBL này thì nó tiếng rất là khỏe. Nó không khác gì chất âm của QC, nhưng mà bass của RBL thì nó mềm, nó sâu. Còn bass của QC thì nó chắc. Nên là những con RBL giá thành nó luôn cao hơn QC. Dù rằng thì chất âm và cấu hình nó khá giống nhau. Đây là bên trong của RBL MX300, đây là tăng phô. Nó họ bôi một cái lớp keo mèo vàng lên nha các bác. Cái tăng phô này cũng có bôi keo nha các bác. Đặc trưng của dòng mà những con tăng phô Mỹ là vậy. Bố tổ lọc nguồn 16 sò mới keo. Và những con này đều đường sử dụng điện châu Âu 220-254, nên rất là tiện cho các bác mình sử dụng nha. Rất là mới nha các bác. Điện 220-204 cực kỳ tiện lợi. Phía sau của nó thì đây, đường tín hiệu vào là 6 ly và 35. Chơi hai cặp loa boss, hai cặp BMB bass 25, hai cặp full 25 vân vân, hay là chơi một cặp BMB bass 30. Về được ba em nào cũng là sự kiện hoa hậu hết. Bác nào mà đang cần một con bao danh tiếng và là đẳng cấp ở logo RBL thì có thể trưng bày và để trong phòng khách và ghép một con vang vào, các bác có thể vừa nghi vừa hát vừa trưng bày trong phòng khách. Với độ đẹp của nó là tiếng chọn hết mức có thể nha các bác. Đây, rất là đẹp này các bác, có thấy mặt con này như hàng tồn kho nha, đẹp long lanh nha các bác. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.